Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Trinh hoặc Chiến qua số 0415 070 789 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, dư âm của chuyến công du đầy sóng gió tại Italy và Glasgow vẫn tiếp tục theo đuổi Thủ tướng Morrison. Và mặc dù Thủ tướng Morrison ngày hôm nay đã trở về lại Canberra, thế nhưng ông sẽ vẫn phải đối phó với những cáo buộc thất tín và không thể tin cậy được ngay trong sinh hoạt chính trị quốc nội. Đặc biệt khi mà cuộc bầu cử quốc hội đang đến gần, thì không biết là những cáo buộc về việc nói dối của Thủ tướng Morrison sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến lá phiếu của các cử tri. Đây có lẽ sẽ là đề tài nóng nhất mà Đảng Lao động sẽ khai thác một cách triệt để trong cuộc bầu cử lần này. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021. Hội nghị thượng đỉnh COP26, vấn đề tài trợ để chấm dứt khai thác năng lượng hóa thạch. Tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 ở Glasgow, nhiều kế hoạch đã được nêu lên nhằm giảm hạ lượng khí thải CO2 trong tương lai. Tuy nhiên, các cường quốc có vẻ không đạt thuần nhất trong việc tài trợ cho những kế hoạch thăm dò dầu khí. Cụ thể thì Trung Quốc và Nhật Bản có lẽ sẽ không ký tên, trong khi Italy, đồng chủ tọa trong vấn đề này cũng đã từ chối ký tên đồng thuận, và một đại diện của chính phủ Đức cũng đã từ chối phát biểu ý kiến. Kế hoạch này không có tính cách cưỡng hành và vẫn có thể cho phép một mức độ tài trợ giới hạn trong việc thăm dò và khai thác các mỏ dầu khí ngoài biển khơi. Tuy vậy, tác dụng của biện pháp nếu được thông qua có thể ảnh hưởng đến nguồn tài chính từ các nhà đầu tư đến các nhà dự án thăm dò và khai thác dầu khí, khí đốt và than đá. Trong khi đó thì Canada, Hoa Kỳ và Đan Mạch có vẻ như sẵn sàng ký tên vào bản tuyên bố này. Ngoài ra thì Ngân hàng Đầu tư Châu Âu có lẽ cũng sẽ đồng ý. Một cách cụ thể thì bản tuyên bố này chỉ áp dụng cho những chương trình tài trợ mới đối với những dự án thăm dò và khai thác năng lượng hóa thạch. Và dự trù thời điểm bắt đầu sẽ là vào cuối năm 2022. Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng đã loan báo về một biện pháp đồng thuận để dần dần giảm hạ và chấm dứt việc khai thác than đá. Biện pháp này đã có 15 quốc gia đồng ý, kể cả Việt Nam, Ba Lan và Chile, lần đầu tiên chấp thuận mục tiêu giảm hạ này. Theo tiến trình dự định, thì các nước sẽ chấm dứt sử dụng điện năng chế tạo bằng than đá kể từ năm 2030. Mặc dù có thành công này, nhưng quốc gia chủ nhà là nước Anh vẫn coi đây là một kết quả chưa hoàn hảo, vì vẫn chưa đạt được mục tiêu. Một cách chính thức thì nhóm G7 và nhóm G20 đã đồng ý chấm dứt tài trợ các cuộc thăm dò khai thác năng lượng hóa thạch tại nước ngoài. Bang giao song phương Pháp-Úc, lãnh tụ lao động chỉ trích Thủ tướng Morrison. Hôm qua, trong khi tham dự một lễ hội quan trọng của cộng đồng Ấn Độ tại Sydney, lãnh tụ đối lập Anthony Albanese nói rằng chuyến công du nước ngoài vừa qua của Thủ tướng Morrison đã cho thấy là ông Morrison là một chính trị gia không thể tin cậy được. Trong khi đó, thì nữ nghị sĩ Penny Wong, phát ngôn viên về ngoại giao của Đảng Lao động thì đã tố cáo là Thủ tướng Morrison đã gây tổn hại cho vị thế quốc tế của nước Úc. Nhắc lại là cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Úc Morrison tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Italy và những sinh hoạt kế tiếp trong những ngày sau đó đã gây thêm nhiều căng thẳng trong bang giao song phương Pháp-Úc khi mà Tổng thống Macron đã tố cáo trực tiếp vào cá nhân của Thủ tướng Morrison là người nói dối. Những phản bác của Thủ tướng Morrison kể cả việc rò rỉ một tin nhắn SMS mà Tổng thống Macron đã gửi cho Thủ tướng Morrison vào ngày 14 tháng 9, tức là 2 ngày trước khi ông Morrison loan báo về thỏa hiệp tam cường AUKUS
đã làm cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Điều này cho thấy là việc rò rỉ tin nhắn SMS này có lẽ đã bị phản tác dụng. Trong khi đó, thì các nhân vật quan trọng trong chính phủ liên đảng, kể cả Phó Thủ tướng Barnaby Joyce và Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg vẫn tiếp tục bào chữa cho Thủ tướng Morrison. Trong khi cựu Thủ tướng Lao động Kevin Rudd và cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull của Liên đảng Tự do Quốc gia vẫn tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ cá nhân Thủ tướng Morrison và kêu gọi ông Morrison nên xin lỗi Tổng thống Pháp Macron như là một bước đầu của tiến trình hòa giải. Trong số những cựu ngoại trưởng, chỉ có ông Alexander Downer là bênh vực Thủ tướng Morrison với lập luận là nước Úc không thể tiết lộ về tiến trình thương thuyết với London và Washington cho chính phủ Pháp trong việc thiết lập hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo ông Downer, thì nếu chính phủ Pháp biết được điều này, thì tất nhiên chính phủ Pháp sẽ nỗ lực phá hoại để bảo vệ quyền lợi của nước Pháp. Bang giao song phương Pháp-Úc. Ngoại trưởng Mary Spain bào chữa thông cáo chung giữa hai nước. Một điểm có vẻ buồn cười nếu đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng là hai ngày trước khi thỏa hiệp tam cường AUKUS được công bố, phái đoàn Pháp và phái đoàn Úc gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mary Spain và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã ký một bản thông cáo chung Pháp-Úc. Theo đó, hai bên đã ca ngợi sự hợp tác giữa Pháp và Úc, cũng như tiến độ của kế hoạch xây dựng hạm đội 12 chiếc tàu ngầm do một công ty của Pháp thiết kế theo lối Barracuda, tức là loại tàu ngầm theo quy ước và sử dụng năng lượng điện khi hoạt động. Nước Pháp coi đây là một hành động lừa đảo, vì chỉ hai ngày sau đó thì chính phủ Úc đã thông báo hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Naval Group của Pháp trong kế hoạch hạm đội 12 chiếc tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la. Hôm qua, Ngoại trưởng Mary Spain đã lên tiếng bào chữa cho việc ký kết và phổ biến thông cáo chung này, với lập luận là vào thời điểm đó, chính phủ Úc vẫn chưa có quyết định dứt khoát. Nhắc lại là Ngoại trưởng Mary Spain và Bộ trưởng Peter Dutton đã có cuộc thảo luận với hai vị bộ trưởng đồng nhiệm của chính phủ Pháp qua hệ thống trực tuyến vào cuối tháng 8, và sau đó họ đã ký một bản thông cáo chung vài ngày trước khi thỏa hiệp tam cường AUKUS được chính thức đồng loạt phổ biến vào ngày 16 tháng 9 tại Canberra, Washington và London. Ngoại trưởng Mary Spain còn bào chữa rằng cuộc thảo luận song phương này bao gồm nhiều vấn đề trong quan hệ giữa hai nước, chứ không phải chỉ là có một nội dung là kế hoạch xây dựng 12 chiếc tàu ngầm. Bà Mary Spain nói rằng chính phủ Úc chưa có quyết định dứt khoát vào thời điểm đó. Tuy vậy, nước Úc rất quan tâm về vấn đề an ninh quốc gia. Sau khi bào chữa cho hành động của mình và của chính phủ Úc, Ngoại trưởng Mary Spain cũng đã nhìn nhận là nước Úc cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian lâu dài để xây dựng lại quan hệ với nước Pháp. Bang giao song phương Pháp-Úc, vai trò ngoại giao trong cuộc bầu cử liên bang. Tình trạng căng thẳng và các cuộc đấu khẩu giữa lãnh tụ nước Úc và nước Pháp là bản tin hàng đầu tại Úc liên tục trong nhiều ngày qua, và cũng là tin quốc tế hàng đầu mà hậu quả là Thủ tướng Morrison có thể tiếp tục bị lẻ loi trên diễn đàn thế giới. Tuy vậy, câu hỏi được đặt ra là các vấn đề ngoại giao có thể đóng vai trò gì trong các cuộc bầu cử quốc nội. Giáo sư Mark Kenney của Viện Đại học ANU và vốn cũng là một ký giả đã nói rằng, trong lịch sử của Úc, các vấn đề ngoại giao thường không có ảnh hưởng nhiều trong các cuộc bầu cử liên bang. Đây là một thực tế mà hầu như tất cả các chuyên gia đều đồng ý, bởi sau cùng cử tri Úc Châu sẽ bỏ phiếu trên căn bản thành tựu kinh tế của chính phủ đương nhiệm. Hay nói khác hơn, vấn đề quốc nội quan trọng hơn vấn đề ngoại giao rất nhiều trong suy nghĩ của cử tri. Bởi vậy, có lẽ Thủ tướng Morrison hy vọng là ông có thể lấy lại thế chủ động khi thành quả kinh tế sau thời kỳ đại dịch có thể đem lại nhiều sự ổn định và cải thiện được đời sống của cư dân. Hiện nay, Đảng Lao động đang dẫn đầu liên đảng ở mức độ rõ rệt là 54-46%. Theo cuộc thăm dò mới nhất của News Poll, thì trừ phi chính phủ liên đảng có thể lấy lại thế chủ động và san bằng sự cách biệt giữa hai bên, thì vào thời điểm này, Đảng Lao động đang nắm thế thượng phong và có nhiều hy vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Tất nhiên là kết quả các cuộc thăm dò công luận có thể không đúng, vì trong cuộc bầu cử hồi năm 2019, hầu hết các chuyên gia đều dự phóng là lãnh tụ Bill Shorten sẽ chiến thắng, vì Đảng Lao động đã liên tục dẫn đầu chính phủ trong các cuộc thăm dò công luận. Nhưng kết quả là ngựa đã về ngược, và chính phủ liên đảng do ông Morrison làm thủ tướng đã bất ngờ chiến thắng. Hậu quả của một chuyến công du, Thủ tướng Morrison khó hóa giải vấn đề tin cậy và uy tín.
Theo ngoại giao, thường không phải là vấn đề cốt lõi để quyết định trong một cuộc bầu cử quốc nội tại Úc, nhưng tư cách của một lãnh tụ có thể đóng vai trò quan trọng trong tầm nhìn của cử tri. Tuy vậy, theo nhận xét của một ký giả lão thành, bà Michelle Cratton, hiện đang là giáo sư thỉnh giảng của Viện Đại học Canberra, thì bà đã nhấn mạnh đến tư cách của Thủ tướng Scott Morrison và tin rằng ông Morrison có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hóa giải về mặt uy tín cá nhân và sự tin cậy. Và đây cũng là điểm chính của cuộc tấn công của Đảng Lao động và của lãnh tụ Anthony Albanese, và chắc chắn là Đảng Lao động trong cuộc bầu cử sắp tới sẽ sử dụng những phát biểu, không những từ Tổng thống Pháp Macron, mà đặc biệt là những lời phát biểu của cựu Thủ tướng Lao động Kevin Rudd, và quan trọng hơn nữa là những lời chỉ trích của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull, tức là sếp cũ của ông Morrison. Ông Malcolm Turnbull đã xác quyết là ông Morrison có khuynh hướng nói dối trong thời gian phục vụ dưới quyền của ông Malcolm Turnbull trong vai trò Bộ trưởng Ngân khố. Mặc dù nói rằng nội dung trong vấn đề ngoại giao có thể không được cử tri Úc quan tâm, nhưng hậu của chuyến công du đầy sóng gió của Thủ tướng Morrison tại hội nghị G20 và sau đó là Glasgow, mà hậu quả là tư cách cá nhân của Thủ tướng Morrison đã bị suy giảm và thiệt hại rất nhiều, vì ông đã bị mô tả là một người nói dối không thể tin cậy được. Và điều này đã được xác nhận không phải bởi các địch thủ trong sinh hoạt chính trị, mà còn bởi cựu thủ tướng của Liên đảng Tự do Quốc gia. Giáo sư Michelle Cratton đã đưa ra hai thí dụ cụ thể. Thí dụ thứ nhất là lãnh tụ Đảng Lao động Mark Latham trong cuộc bầu cử hồi năm 2004 từ một vị thế đầy hứa hẹn, nhưng ông Mark Latham đã thất cử vì trên màn ảnh truyền hình ông Mark Latham đã có một cử chỉ được coi là khiếm nhã trong việc bắt tay Thủ tướng John Howard. Đây là một hình ảnh tạo ấn tượng trong tầm nhìn của cử tri, xác nhận tư cách của ông Mark Latham. Thí dụ thứ hai có vẻ đem lại kết quả ngược lại là chính Thủ tướng John Howard. Ông Howard đã mất rất nhiều uy tín cũng trong cuộc bầu cử vào năm 2004, khi mà trước đó ông John Howard đã bị mất uy tín khi tố cáo một cách sai lầm là thuyền nhân tầm trú đã đẩy trẻ em xuống biển để làm áp lực với chính phủ Canberra. Tuy uy tín của Thủ tướng John Howard đã bị xích mẻ, nhưng ông cũng đã tranh cử với chiêu bài là giữa chính phủ và Đảng Lao động, cử tri sẽ tin cậy ai? Tức là ông Howard đã tranh cử với chiêu bài tin cậy, tức là trust. Mặc dầu về mặt cá nhân, sự tin cậy đối với ông đã bị xích mẻ. Trong những ngày trước khi lên đường tham dự hội nghị G20 và hội nghị thượng đỉnh Glasgow, Thủ tướng Morrison cũng đã nêu vấn đề tin cậy, tức là trust, và các quan sát viên coi đây là dấu hiệu mà Thủ tướng Morrison sẽ theo đuổi bài học kinh nghiệm của Thủ tướng John Howard. Nhưng đó là việc xảy ra trước khi ông bị cáo buộc là kẻ nói dối, cũng như những diễn tiến ngoại giao bất ngờ đã xảy ra với Tổng thống Pháp. Giáo sư Michelle Cratton tin rằng ông Morrison sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể khẳng định với cử tri ông là một người đáng tin cậy. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.